Đời vui khỏe với Princess Lifestyle, là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh, cộng đồng luôn tình tưởng đến Princess Lifestyle đem niềm vui cho mọi nhà làm Princess Lifestyle. Vâng tiếp tục trở lại với chương trình sống vui sống khỏe kiến thức dược thảo của công ty Princess Lifestyle thưa quý vị à, Nếu quý vị không nhớ à, tên thuốc âm quy hoàn thì quý vị có thể nhớ số thuốc đó là số 77 Âm quy hoàn là một loại dược thảo vô cùng là quý hiếm đặc biệt dành cho nữ giới mà thôi để giữ cho chúng ta giữ gìn cái tuổi trẻ Âm quy hoàn được đặt tên là cải lão hồi xuân tố thưa quý vị À, bên cạnh đó thì công ty anh john tạ cũng tặng cho tất cả những vị nào mua những sản phẩm của công ty không chỉ có riêng âm quy hoàn mà những sản phẩm khác quý vị cũng sẽ được tặng một viên vanalin để à, quý vị sử dụng Vanilin thì đặc biệt là loại sản phẩm này chỉ dành cho phụ nữ để giúp cho chúng ta ngăn ngừa những căn bệnh liên quan đến phụ khoa. Còn trong những trường hợp mà quý vị đang bị mắc bệnh phụ khoa thì cũng sẽ hỗ trợ cho quý vị cải thiện rất là nhiều. Tuy nhiên ở trong những trường hợp mà chúng ta đã bị nặng như là bị ung thư các thứ về ung thư cổ tử cung vân vân thì phải đi qua các bác sĩ chuyên khoa. Nhưng mà nếu quý vị sử dụng vanilin thời gian dài đó không cần là mỗi ngày đâu, một năm chúng ta chỉ cần sử dụng hai lần mà thôi. Quý vị sẽ tránh được cái nguy cơ là bị ung thư cổ tử cung sau này. Lý do đó là vanilin như là một dạng tẩy sạch sẽ những cái vi trùng vi khuẩn ở trong cơ thể của chúng ta cũng như là những cái biếu mà nó hình thành khi nó bắt đầu hình thành mà chưa tới 1cm á, cái rễ nó chưa có bám đủ sâu vào trong thành cổ tử cung á, thì quý vị sử dụng vanilin nó sẽ làm chóc cái màng nội mạc ra và trong đó thì cái biếu nó sẽ đi ra luôn chính vì thế sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa được những cái biến chứng liên quan đến phụ khoa sau này còn trong những trường hợp mà đang bị thì Vanaline sẽ giúp hỗ trợ để mà à, tẩy sạch những cái um, vi trùng vi khuẩn cũng như là những cái mùi lạ, những cái khó chịu à, khiến cho cơ thể của chúng ta um, cảm thấy không được thoải mái và chúng ta không có tự tin. thì thưa quý vị cái cái sự đặc biệt của những sản phẩm của công ty đó là không những chỉ là giúp cho chúng ta cải thiện cái cái tình trạng bây giờ mà còn giúp cho chúng ta ngăn ngừa trong tương lai nữa. mà trong tiếng về đông y người ta hay gọi là vừa bổ vừa tả đó phải không anh? Vâng hả? đúng vậy. Dạ. thì uh, Vanaline thì em cũng biết rồi cái thì yeah. um, nó là một loại còn dược thảo nhưng mà được uh, sử dụng rất là lâu năm rồi coi như là bây giờ rất là phổ biến yeah. quý bà rất là thích dùng cái manalin đó nó như là một loại để tiếp clean đó em yeah. để có tránh được tất cả cái uh, những cái trường hợp mà cổ phụ nữ nó thường cập là như vậy nhỉ Em được biết là vanalin bây giờ đang phát triển rất là rộng rãi ở vùng Đông Nam Á phải không mà ạ? Đúng rồi. Thị trường vanalin ở Đông Nam Á rất là lớn. Thì có lẽ là tại vì những quốc gia đó cái vấn đề tế nhị của người phụ nữ, người ta vẫn còn hơi bảo thủ khi mà bị những vấn đề liên quan đến phụ khoa thì người ta muốn tự giải quyết một mình phải không ạ? Hoặc là cái vấn đề y khoa đó nó không có được nó vẫn chưa có được phải nói là mở rộng hoặc là cũng có nhiều người phụ nữ bảo thủ người ta không muốn đi các bác sĩ phụ khoa mà là nam giới vân vân không nhưng mà ừ. theo chôn nghĩ đó thì um, vanilin em hình như là thế giới mà chỗ nào có nơi nào mà có phụ nữ nó đều phải cần đều hết, phải dạ yeah. cho nên thì um, thì thì cái vanilin đó thì được phổ biến rất là dùng rãi chứ không yeah. phải là chỉ là cho những người mà có bệnh người ta chỉ bệnh yeah. thôi còn ngoài gian nó cũng như là một cái loại mà để cho phòng ngừa yeah. phòng đẩy ngừa đẩy sạch và... đẩy sạch là yeah. phòng ngừa bây giờ là không phải người ta có bệnh người ta mới trị bệnh thôi nhưng mà yeah. phòng ngừa cũng là một loại rất là quan trọng yeah. thì bây giờ nói chung là thế giới bây giờ nó chưa có một cái loại nào làm sao mà để cho người ta phòng ngừa hoặc là để cho người ta làm tiếp clean yeah. để bây giờ hiện tại nó hình như là nó chưa có một cái loại chưa nào chưa hề có chưa hề yeah. có nhưng mà Vanalin cũng được là hình như là cũng lần đầu tiên có một cái sản phẩm rất là đặc sắc để cho quý bà mà để cho ngăn ngừa hoặc là làm một cái tip clean để cho hàng năm của mình nó được sống bình yên, sống khỏe mà nó không không có mà những cái trường hợp nó xảy ra chẳng hạn là mấy người bị mắc vi khuẩn hoặc là mấy người bị, bị cảm nhiệt, nhiễm trùng hay là này bị, kia. bị bệnh phụ khoa. Đúng rồi, và... cũng như là người ta chích Vaseline như vậy đó em, người ta cũng yeah. là phòng ngừa đó thì cho nên là cái vanin là cũng là một loại sản phẩm rất là tốt để cho dành cho quý vị như vậy ạ với lại cái điểm đặc biệt nữa của vanalin là nó giúp cho phụ nữ uh, trong quá trình mà xanh nở nhiều đó thì cái cơ vòng nó không có được co thắt, nó nhão ra thành ra phụ nữ rất là hay bị tiểu xón khi quý vị sử dụng vanalin này đó quý vị sẽ thấy là nó giúp là cỡ làm co cái cơ vòng lại. quý vị khi mà hát hắt xì hơi hay là cười hay là bất ngờ gì đó, đó thì quý vị sẽ không bị cái cái trạng thái là tiểu xón về hơn nữa nó giúp cho chúng ta cải thiện cái đời sống vợ chồng nhiều hơn đúng thì rồi à? đúng rồi em Giúp nói cho đúng lắm ừ. em đời nói sống cái đó này. rất là đúng đó thì thật ra thì uh, tôi cũng được uh, nghe rất là nhiều tin mừng từ khách hàng đã đã cởi đến em thì em biết là thường đó thì nếu mà người nào nó bị nám này em nám mà coi như là không bị sân sao này kia đó thì không phải là đa số đó thì nếu mà người nào mà có cái liên quan về bệnh phụ khoa đó em chẳng hạn là người ta có chẳng hạn là viêm à, tử công này hoặc là có viêm tất cả là về liên quan về vùng kính của mình đó. thì thế nào cái nước da của mình hay là nám này cũng rất là nó nổi lên mặt của mình luôn yeah. nhưng mà sau khi mà dùng cái vanalin thì nó được cải thiện về cái cái bệnh phụ khoa của họ rồi từ đó thì cái ràng da của họ cũng rất là sáng hơn và thấy đẹp hơn em Dạ. cho nên thì nó làm cho cái mẫu huyết đồn hoàn nữa em cũng biết là liên quan về máu huyết tuần hoàn của phụ nữ nếu mà cái bộ phận nó để bị là lâu ngày hoặc là nó không được là coi như là bài tuyết đó em nó cũng là có như là một cái bị nó bị chai hoặc là nó bị mẫu huyết tuần hoàn nó kém thì nó làm cho cái cơ thể của phụ nữ nó cũng bị giảm thiểu đó như vậy dạ. dạ. cho nên thưa quý vị phải nói là bất cứ một cái căn bệnh nào nó cũng sẽ là một cái nguy hiểm cho đời sống của chúng ta à, có những căn bệnh mà nó không chết người chăng nữa mà nó cũng gây nguy hiểm cho tương lai nó cũng làm cho chúng ta cái đời sống nó bị uh, mất đi cái thú vui ấy thưa quý vị nhưng mà đặc biệt là nếu mà mình mà bị phụ nữ mà bị uh, nặng nhất ấy, là bị ung thư cổ tử cung ấy, thì uh, thứ nhất là mình sẽ không có cơ hội để sanh con và thứ hai nữa là có thể là chúng ta sẽ bị tử vong nếu mà cái, cái ung thư đó nó phát tán ra thì chúng ta sẽ bị tử vong cho nên không có cái gì bằng chúng ta ngăn ngừa trước thì hai cái sản phẩm thứ nhất là âm quy hoàn và thứ hai là vanalin tức là vừa giúp cho chúng ta đẹp từ trong ra ngoài và khỏe đúng đúng từ trong đúng ra ngoài đúng rồi. một cái sản phẩm là giúp cho chúng ta giữ được cái nội tiết tố ở trong cơ thể chúng ta khỏe mạnh chúng ta chống lại cái tiến trình lão hóa cái sản phẩm thứ hai đó là giúp cho chúng ta Uh, cải thiện cái bệnh trạng sẵn có, ngăn ngừa những cái bệnh trạng ở trong tương lai đặc biệt là cái bệnh của phụ nữ đó là những cái căn bệnh ung thư liên quan đến tử cung Đúng như vậy Đúng Nói vậy. là hai cái sản phẩm nó vô cùng là quan trọng uh -huh. mà nó rất là cần thiết trong đời sống của nữ giới Thì hôm nay anh John giới thiệu đến quý vị hai sản phẩm này uh, Nếu trong trường hợp mà quý vị mua vanilin uh, chương trình vẫn được mua Vanalin là hai tặng một phải không anh? đúng rồi chỉ có là trong cái thị trường của người Việt Nam mới có trong cái thị, chương thị trường của vậy. người Việt Nam thì có được chương trình là mua hai tặng một đúng rồi còn vậy. À, âm quy hoàn thì chúng ta vẫn có những cái chương trình là nếu mà được vô membership nếu mà trong membership thì chúng ta sẽ không bị giới hạn về vấn đề shipping quý vị có thể mua một chai hai chai hay là năm mười chai à, chương trình membership nó rất là hấp dẫn thôi quý vị quý vị có thể tham khảo với công ty để biết về chương trình membership à, còn không thì quý vị có thể đến với những đại lý của công ty even là quý vị mua một hộp hay hai hộp quý vị cũng sẽ được tặng một viên vanilin Yeah, quý vị có thể tham khảo qua trang mạng princesslive.com hoặc là liên lạc với công ty chín Còn trong trong trường hợp mà không có membership nên John. Vâng, thì yeah. mình phải mua bao nhiêu hộp thuốc thì mình được free shipping? Thì uh, trong cái uh, ở nước Mỹ đó thì trên 100 đồng. Trên 100, trên 100, đồng. 100 đồng thì quý thì vị được free là free shipping dạ. Yeah. Yeah, free shipping. Yeah. Còn yeah. nếu mà âm quy hoàn mình mua 6, mình có được tặng một Hay là mình là... mua 12 được tặng một thì chương trình bây giờ là mua 12 được tặng một dạ. chương trình bây giờ là mua quý vị mua một đâu dần quý vị được tặng một và nếu như quý vị không có cái điều kiện để mua nguyên một đâu dần có thể cứ mua xong rồi mình giữ cái ba cốt lại một cái hộp thuốc như thế này nó có những cái ba cốt quý vị quý vị có thể giữ những cái ba cốt này lại và khi mà đủ 12 hộp đó, thì đúng rồi thì, mình bây, cũng giờ, được tặng thì bây giờ thì bây giờ là đủ 6 khách hộp hàng mình được tặng khách hàng qua. của công ty rất là khôn Bây giờ tôi nói là tôi <laughs> mua 6 hộp trước rồi tới mua cái 6 hộp cuối đó thì công ty vẫn còn tặng cho quý yeah. vị là như vậy thì lúc mà nào Mà không 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 có bắt buộc là phải mua 6 hộp giống nhau phải không ạ? sáu hộp giống nhau. Không cần nhau làm sao mà mua tới 12 chai đó thì được tặng thêm 1 chai. là bây yeah. giờ là công ty lúc nào cũng làm sao mà hỗ trợ theo cái khả năng và cũng như cái trường hợp của quý vị làm sao mà để giúp cho quý vị được thêm một yeah. chai để dùng để bảo vệ sức khỏe là như vậy dạ. Yeah. Tức là bây giờ mình tháng này mình mua một chai Golden Life, tháng sau mình mua hai chai Âm Quy Hoàn vân vân, rồi mình cứ để dành lại cho đến khi nào mà đủ 12 chai thì mình sẽ được tặng một chai. Đúng rồi vậy, đúng rồi, như vậy. <laughs> như vậy là rất là rõ ràng với ông thưa quý vị, anh John đã giải thích rất là rõ ràng để quý vị nắm vững chương trình của công ty. cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Cảm ơn anh John đã đến chương trình hôm nay ạ. Và cho ta xin uh, kính chào quý xin tạm chào tạm biệt quý vị, xin chào em. Dạ vâng, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và luôn luôn kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe và sống trường thọ với những sản phẩm độc đáo của công ty dược thảo Princess Lifestyle. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui, tươi trẻ, thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.